throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Ui, trời, mày làm gì tao vậy sao? Sao mày hửi đít tao? Anh chú, cái mặt chú đít em thì có. Cái đít anh có gì ngon đâu mà hửi. Tự nhiên đổ thừa người ta, đổ thừa người ta. Bộ cái đít của tao nhìn không ngon thiệt hả sao? Thiệt chứ sao không thiệt? Đâu mày thử nhìn kỹ lại coi, tự nhiên đít tao đẹp lắm mà. Thôi thôi, không biến giùm đi. Đít tròn mới đẹp, tự nhiên đít vuông. Thì mày nhìn kỹ lại đi, đít tao đít tròn nè. Thôi, ông tránh ngay giùm tôi đi ông ơi. Thôi quá. Nè, đâu mày hửi kỹ lại coi, đít của tao tôi nhớ thơm lắm á. Anh thử hỏi khán giả của đít anh đít tròn hay đít vuông. Để tao chu qua cho khán giả xem. Trời ơi, anh kỳ cục quá luôn á. Tự nhiên chu đít vô mặt người ta. Đâu có đâu mà tao chu đít vô mặt mày nè, nó tao chu đít vô mặt mày mà. Thấy chưa? Tao chu đít vô mặt mày đó. Bây giờ em chu đít vô mặt anh thì cứ chửi em nha. Mày thử mày chu coi. Cái đít em bự lắm, chu vô mặt anh là mặt anh méo luôn á luôn. Cái gì? Mặt méo luôn hả? Trời, khán giả nó nói tôi méo mặt luôn kìa khán giả. Thằng này xạo. Này mày hửi đít tao. Anh biến đi nhanh luôn. Bực mày lắm ngay ngày sau. Cuối cùng đít tao là đít vuông hay đít tròn nè, mày nhìn kỹ lại coi đít vuông hay đít tròn. Cái đít của anh không phải đít vuông cũng phải đít tròn luôn. Vậy chứ đít tao là đít gì mày nhìn kỹ lại coi, nhìn lẹ anh coi cái thằng này. Tao bực bội mày lắm ngay sau. Chuyện gì vậy luôn? Cái đít con đẹp gì mà thằng sóc nó nói con đít xấu nè. Mà đâu mày nhìn kỹ nè, mày hửi coi. Đó, thơm mà vừa đẹp nha. Nó anh lớn mà chuyện kỳ quá luôn á. Ba nhìn kỹ luôn coi cái đít của anh luôn là đít gì vậy ba? Ba nhìn đi. Đít của mày là đít lép khỏe hoài. Mày thấy chưa? Tao đít lép mà.